Hello mọi người, hôm nay tôi sẽ thực hiện một cái thử thách khá là khó đối với tôi, vì đây là lần đầu tiên tôi làm dạng giống này. Đó là 24 giờ cố gắng lấy toàn bộ các ammo dream và mảnh gốm nha. Và video này mình lấy ý tưởng từ anh đặc vụ cát nha. Thay vì 24 giờ lấy toàn bộ các những vật phẩm trong update 1.20 thì mình chỉ đủ sức để lấy được hai cái món đó thôi, hai cái mảnh giáp với lại là mảnh gốm thôi. Giờ thì bắt đầu luôn nha. Cái món mảnh giáp đầu tiên tôi lấy là cái mảnh ở cái ngôi đền của bọn cướp dân làng này nè. Thường thì trong mấy cái rương nó sẽ có nha. Và trong khi đánh bọn cướp dân làng thì tôi lỡ bị dính hiệu ứng điểm xấu nên đành đi báo bọn dân làng này cái. Nhưng mà thằng chủ kênh nó bảo là mày là nhân vật chính nên mày sẽ auto Tôi mày đừng có bốc phát. Chỗ tiếp theo của tôi đi là ngôi đền sa mạc nha. Ở đây sẽ có bốn mảnh gốm và một cái ammon dream nha. Nhưng tôi thì không hề đến thế. Cái kim tự tháp đầu để bốn cái rương, không có cái rương nào có mảnh ammon dream cả. Nên giờ tôi đành phải chuyển sang giai đoạn đào đào cái mảnh gốm nha. Như ở đây mọi người thấy là tôi đã đào được một cái mảnh gốm ở cái giếng nước nè, khá là hên. Nhưng mà hình như tôi chỉ có duyên với đào mảnh gốm thôi á, chứ tìm Amon Dream nó ra ít vải, hầu như là chưa ra. Hai kim tự tháp là chưa ra. Vậy mà bốn mảnh gốm ở đèn sa mạc tôi đã có luôn rồi, nhưng mà Amon Dream thì chưa thấy đâu. Thôi cho tôi rút lại câu nói hồi nãy. Vậy chứ lúc cần tìm thì cũng thấy, lúc không tìm thì ra lên tận hai cái. Giờ cái Amon Dream tiếp theo của tôi sẽ là tìm ở những con thuyền nha. Đây là thuyền thứ ba nè, và nó có luôn, khá là may mắn. Sau ba con thuyền thì đã có. Tiếp theo là một cái mảnh Amon Dream ở ngôi đền trong rừng nha. Đền này khá là khó tìm, nhưng không sao, mọi việc đều có thể giải quyết bằng thời gian. Và cái số thời gian đó nó không uổng phí khi mà tôi tìm được hai cái mảnh Amon Dream trong một cái ngôi đền duy nhất này luôn nha, khá là may mắn. Và trong lúc tôi đang đi về để sửa cái cánh của mình thì trước mặt tôi đây là một cái đền dưới biển, và tôi cũng định xuống lấy luôn cái Amon Dream tiếp theo, nhưng mà nhận ra là mình không có cái thuốc thở dưới nước nên là mình sẽ đi về để sửa cái cánh luôn nha. Mặc dù cái cánh còn khá là ít độ bền nhưng mà tôi vẫn cố bay về nhà. Và nhận ra ở gần chỗ mình có thêm một cái lâu đài dưới biển nữa nha. Và sau khi sửa xong cái cánh thì tôi bắt đầu làm cái máy farm cá nha, để tìm cá nóc và làm thuốc thở dưới nước. Và đây là cách tôi làm một cái máy farm cá. Nó cũng khá là đơn giản thôi nhưng mà nó khá là hiệu quả nha. Tìm được cá nóc cũng nhanh nữa. Ai muốn làm theo thì làm tôi chọn video lại mà xem nha. Còn tôi thì phải ráng làm sao cho video nó ngắn ngắn cho mọi người dễ theo dõi hơn. Và nguyên lý hoạt động của cái này là